Nếu như các bạn đang tìm một chiếc máy chiếu để bố trí cho căn phòng giải trí hoặc là xem phim mà cái căn phòng của mình có chiều cao trần nó lại bị thấp thì các loại máy chiếu như là máy chiếu xa hay là máy chiếu gần nó sẽ không thực sự là hợp lý. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một mã máy chiếu siêu gần đến từ nhà Epson, có mã là LS300B. Bây giờ mình cùng bắt đầu ha. Đầu tiên là về phần thiết kế, tổng thể chiếc máy này chủ đạo nó là làm từ vật liệu là nhựa với cái lớp sơn màu đen bóng. Tuy nhiên thực chất thì cái bề mặt nó cũng sẽ không phải là bóng mà cái bề mặt nó là bề mặt nó khá là sần. Và cái bề mặt sơn này rất là dễ bám vân tay nha. Về cái góc bo nè cũng rất là mềm mại, từ các chi tiết về cái độ hoàn thiện cũng rất là tốt. Tuy nhiên có một cái điểm mình cũng không thực sự là hài lòng, vì khi mà cầm nắm chiếc máy này á, nó vẫn chưa tạo cho mình được cái cảm giác là đầm tay, mà nó không được chắc chắn. Ở phía mặt trước sẽ là cái lưới e căng bằng vải, thì ở phía trong đây sẽ là hệ thống loa, ở giữa sẽ là logo Epson. Mặt phía bên hông thì ở phía trên đây sẽ là bố trí những cái hàng nút. Chúng ta sẽ rất là ít sử dụng cái hàng nút này, chủ yếu là chúng ta sẽ sử dụng trên remote là chính. Phía bên dưới á, có một điểm là mình cũng khá là thất vọng là cái thao tác khi mà mở cái nắp này nè. Khi mà chúng ta chỉnh cái tiêu cự cho máy á, thì chúng ta phải mở nắp này ra và chỉnh trên cái cần gạt ở đây nè, rất là khó chỉnh. Thì hãng làm cái nắp này á là dạng lẫy gài này nè, nó cũng rất là dễ gãy. Thành ra là, và ngoài ra là nó còn dễ bị mất nha các bạn. Thêm một điểm nữa là phía dưới đây, hãng là bố trí một cái ngăn chứa cái tấm lọc bụi ở đây. Thì cái tấm lọc bụi này khi mà chúng ta sử dụng, trong quá trình sử dụng á, thì chúng ta hoàn toàn là có thể tự bảo dưỡng luôn. Cái việc vệ sinh này á sẽ giúp cho chiếc máy của mình nó sẽ được bền hơn trong quá trình sử dụng. Tiếp theo đó chính là mặt sau. Mặt sau sẽ là những cổng kết nối và cổng cắm nguồn. Cái hốc chứa những cái cổng kết nối này á thì sẽ giúp chúng ta cắm được dấu dây, nó cũng khá là gọn, giống như giấu những cái đầu dây nó gọn gàng. Tuy nhiên á, trong quá trình mà cắm như vậy á, nó cũng sẽ khá là bất tiện, mình sẽ khó rút ra rút vào hơn. Nó sẽ có là hai cổng HDMI. Cổng HDMI 2 á thì nó sẽ có là ARC, và bên này á là sẽ có thêm một cái cổng optical. Do là máy sử dụng hệ điều hành Android nên hãng đã trang bị thêm một cái cổng nữa đây. Phía bên này sẽ là cái hốc tản nhiệt thoát khí ra ngoài. Mặt bên này á là những cái khe tản nhiệt của máy. Thì khi mà máy hút những cái luồng khí từ bên cái tấm lọc không khí bên kia á, sẽ thoát ra hơi nóng ở phía bên này. Và cái mặt dưới cùng của chiếc máy, chúng ta có thể thấy là nó sẽ có 3 chân đều trang bị chân cao su, và hai chân dưới sẽ được cân chỉnh được, tăng chỉnh được. Và mình cũng lưu ý với các bạn thêm một điểm nữa, chiếc máy này nó chỉ đặt ở trên bàn, trên kệ thôi, nó sẽ không treo được trên trần như một số máy chiếu siêu gần khác. Do là cái tính năng của máy này nó sẽ không có cái chế độ là lật hình. Về công nghệ thì chiếc máy này sử dụng công nghệ 3 LCD cho cái độ sáng màu rất là cao. Thì để mình phân tích một chút về cái độ sáng màu ha. Khi mà các bạn có một cái độ sáng trắng nó cao thì hình ảnh nó sẽ dễ bị cháy sáng, bị cháy ở những cái điểm ảnh nó sáng quá mức. Tuy nhiên đối với những cái dòng máy 3 LCD này với độ sáng màu cao á, thì khi các bạn chỉnh độ sáng cao thì cái màu sắc nó vẫn sẽ không bị lệch màu và nó không có bị hiện tượng bị cháy màu trong hình ảnh. Và kết hợp với công nghệ 3 LCD thì chiếc máy này sử dụng cái loại bóng là bóng laser. Thì bóng laser nó sẽ có những cái ưu điểm như là độ bền cao nè, độ sáng rất là tốt, độ tương phản cũng như là màu sắc rất là sắc nét. Cùng với chiếc máy này nó hỗ trợ cả HDR nữa thì sẽ cho chúng ta một cái hình ảnh trải nghiệm rất là trung thực và rõ nét. Về độ phân giải thì chiếc máy này nó chỉ hỗ trợ độ phân giải là 1080, đó là độ phân giải thực mà chiếc máy nó có thể đáp ứng.
Tuy nhiên nó vẫn sẽ hỗ trợ tín hiệu 4K. Và cái mình đã test chiếc máy này với cái kích thước màn mà hãng công bố chỉ là 120 inch, nhưng mà mình đã test ở trên chiếc màn là 150 inch phía sau lưng mình nè, thì cái hình ảnh nó vẫn đáp ứng rất là tốt, màu sắc sống động và cái độ tương phản giữa vùng tối và vùng sáng cũng như là những cái chữ hiển thị khi mình karaoke á vẫn đảm bảo rất là tốt nha các bạn. Ngoài ra thì chiếc máy này cũng có một công nghệ rất là hay, đó chính là việc phát hiện vật cản để bảo vệ mắt. Thì khi mà có vật cản ở phía trước ống kính á, thì chiếc máy này sẽ đưa về cái chế độ gần như là tắt đèn nền. Thì cái việc này nó sẽ bảo vệ mắt chúng ta. Ví dụ như có con nhỏ hay gì vô tình đi lại chiếc máy và hay là nhìn trực tiếp vào á, cái chế độ này nó sẽ giúp chúng ta bảo vệ mắt nha. Về phần âm thanh thì loa của chiếc máy này sử dụng sẽ đến từ thương hiệu là Yamaha. Hệ thống của nó sẽ bao gồm là hai củ loa chép và một củ loa bass và cái loại bass thụ động cộng hưởng. Nhưng mà cái vị trí của cái củ loa nó cũng hơi đặc biệt ha các bạn. Hai củ loa chép nó sẽ nằm hai bên và một củ loa thụ động nó chỉ nằm một bên đây thôi. Thành ra nếu mà các bạn ngồi ở vị trí khá gần á, nghe âm thanh nó cũng hơi lạ, là nó chỉ xuất phát cái bass nó chỉ từ một bên thôi, nghe nó cũng rất là khó chịu. Tổng kết lại, chiếc máy chiếu này sẽ phù hợp cho chúng ta có thể bố trí cho những căn phòng có chiều cao trần khá là thấp, với cái nhu cầu sử dụng đa dạng, kể cả chúng ta xem phim, chơi game hoặc là karaoke thì chiếc máy này vẫn đáp ứng rất là tốt với cái ánh sáng, độ sáng rất là tốt nè. Ngoài ra thì với công nghệ LCD nè và công nghệ đèn laser thì cái độ phân giải nó chỉ có 1080 thôi. Tuy nhiên nó vẫn sẽ đáp ứng về cái độ tương phản nè, cũng như là màu sắc rất là tuyệt vời. Màu sắc của Epson mình phải nói là rất là tốt. Video sau mình sẽ review cho các bạn một chiếc máy tương tự nhưng mà nó sẽ có độ phân giải cao hơn, độ phân giải 4K. Nếu các bạn có thắc mắc gì hãy để lại bình luận phía bên dưới nha. Và đừng quên like, share, subscribe để ủng hộ cho kênh Thiên Vũ nha. Xin chào và hẹn gặp lại.